Một hang động vừa được phát hiện nằm giữa rừng già nguyên sinh thuộc xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, dài hơn 1,5 km. Bên trong có nhiều thạch nhũ đẹp, kiến tạo kỳ lạ. Tuy nhiên, sau khi thông tin về việc phát hiện hang được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng trên mạng xã hội, lại xuất hiện nhiều hình ảnh, video về việc một nhóm người khám phá hang động đã trèo lên hệ thống thạch nhũ để chụp ảnh, đi lại, đứng ngồi, có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống thạch nhũ trong hang động. Theo tổng hợp của Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, hiện đã tiếp nhận hơn 68 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Cũng theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, công tác hỗ trợ các nạn nhân được quận và phường thực hiện khẩn trương. Đến nay đã hỗ trợ bằng tiền mặt hơn 7,4 tỷ đồng. Sau khi dùng bữa tại điểm trường khu B, trường mầm non xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, 9 bé từ 3 đến 4 tuổi phải nhập viện. Liên quan đến vụ việc trên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh ngày 19 tháng 9 cho biết, hiện sức khỏe của các bé đã trở lại trạng thái bình thường, không còn sốt, tiêu chảy đã giảm. Nguyên nhân vụ việc, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trong những ngày vừa qua, nhiều thông tin cho rằng đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình ASEAN 19 đã giảm mạnh giá từ khoảng 363 tỷ đồng xuống khoảng 168 tỷ đồng. Do số tiền vẫn rất lớn nên tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có đơn vị nào của Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng ASEAN 19, đặc biệt là môn bóng đá nam.